Xin chào cả nhà, tôi tin rằng khi mà chúng ta xem đến đây thì cả nhà của chúng ta đã chuẩn bị xong cho mình một bộ hồ sơ ly hôn thật đầy đủ và soạn được một cái tờ đơn ly hôn cho mình thật chuẩn nhất. Đó, nếu cả nhà gặp bất kỳ một cái trục trặc, những cái khó khăn nào trong quá trình chuẩn bị hồ sơ soạn đơn cho mình mà không thể tự mình xử lý được thì chúng ta hãy vui vẻ liên hệ đến số điện thoại ở trên màn hình, sẽ có là luật sư chuyên viên pháp lý của công ty tôi hỗ trợ giải đáp cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thì việc cần tiếp theo là chúng ta mang bộ hồ sơ đầy đủ đó đến tại tòa án để chúng ta nộp cho tòa án. Tuy nhiên các bạn không biết sau khi mà tòa án đã nhận hồ sơ ly hôn của chúng ta thì bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đó, sau bao lâu thì tòa sẽ trả lời cho chúng ta cái kết quả? Đó, hay là hồ sơ ly hôn của chúng ta sẽ trải qua những cái thủ tục, những cái bước như thế nào trong quá trình giải quyết? Hay có cách nào để giúp cho hồ sơ của chúng ta được một cách giải quyết một cách nhanh nhất chẳng hạn? Đấy, đúng không ạ? Đừng quá lo lắng, tất cả những gì xảy ra và phát sinh sau khi bạn nộp hồ sơ ly hôn tại tòa án đều được là đội ngũ luật sư chúng tôi giải thích tư vấn chi tiết dễ hiểu trong các cái video của gói VIP trong cái thủ tục ly hôn từ A đến Z. Mà trong cái gói sản phẩm VIP này các bạn sẽ nhận được đấy là luật sư sẽ bắt tay vào chỉ việc từng cái việc nộp đơn là giải quyết như thế nào, bao nhiêu bước, rồi đóng tiền ở đâu, sau khi nộp hồ sơ vào thì tòa án sẽ gửi cho chúng ta những loại văn bản như thế nào và chúng ta xử lý những văn bản đó ra làm sao. Đấy, chúng ta phải trình bày trước là thẩm phán đấy cái sự việc của chúng ta như thế nào để bảo vệ tốt nhất cho mình. Luật sư sẽ chia sẻ cho cả nhà những cái bí kíp, những kinh nghiệm giúp cho cái hồ sơ của chúng ta giải quyết được một cách nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả nhất, giúp cho cả nhà rút ngắn được cái khoảng thời gian để giải quyết hồ sơ của mình. Đấy, bình thường có thể kéo dài từ 6 tháng, thậm chí là 1 năm đến 2 năm. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng gói VIP này thì có thể giải quyết trong vòng 1 đến 2 tháng. Đặc biệt là khi cả nhà sử dụng gói VIP thì cả nhà sẽ được đội ngũ luật sư và chuyên viên của công ty chúng tôi tư vấn, hướng dẫn, giải đáp mọi cái thắc mắc và mọi cái vấn đề liên quan trong quá trình các bạn giải quyết hồ sơ của mình. Nó hoàn toàn miễn phí, quá nhiều tiện ích được gói gọn trong một sản phẩm, nghe rất hấp dẫn đúng không nào? Vậy còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy click vào đường link bên dưới hoặc gọi điện thoại đến để đặt mua sản phẩm ly hôn gói VIP của hãng luật Big Bất Lo chúng tôi. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Big Boss Law, luật sư của mọi nhà. Liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn.